như chưa hề có cuộc chia ly. Amazing, good job. Thật là hưng phấn, thật là tuyệt vời. Đó là chính là những cái cảm xúc của cái phiên giao dịch ngày hôm nay mà em muốn gửi đến anh chị nhà đầu tư. Và đặc biệt phải nói là anh chị nhà đầu tư nào đã xem những video mà em đã làm và em đã khuyến nghị tại những cái vùng mua, vùng bán, một số cổ phiếu về bất động sản, một số cổ phiếu về dòng ngân hàng, một số cổ phiếu về những cái điểm mua, điểm bán của bất động của dòng chứng khoán hay chẳng hạn, hoặc là những cái cổ phiếu mà mình giao dịch trong những cái video này, em khuyến nghị là ha, là đã chốt lãi từ 1268 thì chắc chắn là mình sẽ bắt lại ở những cái nhịp mà đi ngang như vậy đó. Và đặc biệt á, là đáo hạn phái sinh này kia, cái là nó cũng đã đúng theo những kịch bản của em, thì cái vùng mua tại cái phiên mà 16 tháng 4 phải nói là thật là tuyệt vời, đúng không anh chị? Mà ngay cả ở trong cái room của em, là cung khách hàng mà siêu VIP của em, thì em vẫn khuyến nghị là VN-Index khi mà chạm về cái vùng 1234 nè, mặc dù VN-Index cái phiên hôm thứ sáu là nó chạm về tới 1228 lần anh chị, nhưng mà mình không thể nào mình bắt ngay ngay được cái đáy đâu đó, mà ngay cả chạm về 1234 là mình đã bắt rồi đó. Mình cứ bắt này Hòa Phát bây giờ là ai bán sáng, ai bán giá 55 giờ cứ bắt lại ở dưới vùng dưới 54 VN-Index đỏ nè đó, hồi rồi này kia đã bắt rồi nó. Và ngay cả khi mà VN-Index đóng cửa ở cái phiên thứ sáu là 1238, thì trong cái room mà khách hàng của em đây, em vẫn có cái view là ngày hôm nay lại phải nói là VN-Index vẫn đi ngang trong cái kênh là 1222 1268 đó, anh chị lưu ý ha đó. Và cái chiến lược của em là trong ngày hôm nay, nếu trường hợp mà nó tăng mạnh lên, VN tăng đầu phiên nha, anh chị lưu ý là VN tăng đầu phiên lên vùng này, thì chúng ta bắt đầu là chúng ta chốt lại đi những cổ phiếu mà chúng ta đã bắt T0 ở cái nhịp mà đã bắt vào cái phiên ngày 16 tháng 4. Lý do tại sao? Để mình bảo toàn cái phần mà cái lợi nhuận của mình, còn cái phần mà cái cổ phiếu mình nắm giữ thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ, đúng không ạ? Đó, nếu mà trường hợp hôm nay mà VN giảm hơn 10 điểm á, là tuần này á, là không phải là mình bán ra nha, mà cứ cứ phải là mua vào cho em đó, không phải là mua vào cho em. Và cái kịch bản em view á, là VN-Index sẽ lên tới vùng 1280 trước khi có nhịp điều chỉnh, có nghĩa là cái kịch bản này á, là mình sẽ view thôi, chứ thật sự mình nói là mình đoán đỉnh của VN-Index thì thật sự cũng hơi khó. Ở đây em có vẻ một cái VN-Index ha, thì nếu mà đo theo cái sóng mà Fibo 50 á ha, cộng với là đo theo cái sóng mà Elliott mà sóng 5 á, thì VN-Index của mình cái đỉnh nó là phải ngay ở cái vùng là 1338, anh chị lưu ý nha. Đó thì phải ngay cái vùng này thì mới gọi là đỉnh của VN-Index được. Nếu trường hợp ở đây có lực bán mạnh xuống và nó chạm vào những cái đường trend này thì chắc chắn lúc đó mình mới thoát hàng ra. Chứ hiện tại ở cái vùng này nó mới điều chỉnh thôi, anh chị thấy lưu ý không? Là VN-Index vẫn đang đi ngang trong cái kênh này rồi, thì không có lý do gì mình phải bán ra, nó chưa có gãy trend, nó chưa có thủng gì hết trơn, thì mình bán ra để làm mục đích gì? Đúng không? Là mình bán ra thì mình sẽ bị mất đi cơ hội cho những cái nhịp tăng này, và mình sẽ không thể nào mình mua đuổi trong những cái nhịp tăng này được đâu anh chị. Anh chị lưu ý là nếu trường hợp mình mua đuổi trong cái nhịp tăng này nó rất là nguy hại cho tài khoản của mình đó. Cho nên là ở trong room VIP và khách hàng của em thì em bắt buộc em phải khuyến nghị anh chị nhà đầu tư là khi mà nó giảm là phải mua vào, mình phải tìm được cái điểm mua để mình mua, và khi mà chốt lãi á, thì mình phải canh, mình chốt lãi theo từng từng phần, chứ không phải là mình chốt lãi một lần là mình sẽ chốt lãi hết đó. Thì ok, thì hôm nay thì tiếp tục thì xin chúc mừng anh chị nhà tôi, em review dòng bất động sản nha, Phát Đạt nha. Đầu tiên phải nói là Phát Đạt, đúng không ạ? Cái vùng mà đây nè, cái vùng mà em đã nói là vùng mua là của cái vùng cổ phiếu này là cái vùng là ở dưới dưới cái phần 70, đúng không anh chị? Đó, em đã nói trong cái video ngày 15 tháng 4 này của em nè, em nói là Phát Đạt là mua vùng ngay như này đó. Mà thật sự khi mà em nói xong á, thì qua cái phiên ngày hôm sau là bắt đầu nó cho đóng một cái nến rất là mạnh ngay chỗ vùng này đó, và hôm nay nó tiếp tục là nó tăng lên, là hôm nay là mình đã có lãi là 12 điểm phần trăm rồi. Nếu trường hợp anh chị nào mua trong phiên giữa giữa này thì mình cũng đã lãi được 10% rồi, đúng không anh chị? Đó thì đó là cái những cái cách mà mình mua mình bán nó có hiệu quả, chứ không phải là mình tiến hành mình mua mà mình cảm thấy là cổ phiếu nào mình thích thì mua. Ngay cả kế đến nữa là đất xanh, đúng không ạ? Đất xanh em đã nói nhiều rồi, không có xấu gì hết trong cái hộp này, anh chị lưu ý là nó vẫn đi trong cái hộp này, nó chưa phá được khỏi cái hộp này, thì mình nói không không nói xấu mà cũng không nói tốt đó. Có thể là hôm nay nó tăng mạnh, ngày mai sáng nay nó kéo lên, đúng không ạ? Ngày mai nó kéo vượt 26, sau đó là nó lại đạp lại khỏi cái vùng này, thì lúc đó là chúng ta mua tại vùng mà chưa có rõ cái xu hướng nó, thì chắc chắn là mình sẽ tài khoản của mình á, mình chỉ mua ở cái mức 30-40% thôi, chứ hiện tại cái vùng này là đâu phải là cái vùng mua của cái cổ phiếu này đó, đúng không ạ? Mình phải chờ nó phá cái hộp này ra, giống như là em quay ví dụ như cổ phiếu Hoa Sen mà em đã từng khuyến nghị đi, em khuyến nghị anh chị, đúng không ạ? Khi mà nó phá cái hộp này rồi mua, đúng không ạ?
Đấy, bây giờ lãi bao nhiêu à? Lãi 11% anh chị, hàng đã về và không có dấu hiệu gì mình bán. Cái hoa sen Hòa Phát là em, cái target của em là 55 đó à nha. À, hoa sen thì là 33, nhưng mà cái đó là cái ngắn hạn thôi, còn nếu trường hợp mình ôm dài hạn thì mình phải ôm thôi. Tại vì sao? Tại vì á, là trong những cái room mà khách hàng của em á là đã mua từ những cái vùng, đã mua từ những cái vùng mà gọi là cái vùng mà, ví dụ như hoa sen thì đã mua từ dưới cái vùng mà 28, 29 anh chị đó, còn Hòa Phát thì đã mua dưới cái vùng 47 rồi đó. Cho nên là hiện tại là cái kỳ vọng của những cái cổ phiếu này thì vẫn còn, thì mình ôm dài thì mình cứ ôm, còn nếu mình chốt lãi để mình đi qua tiếp một cổ phiếu khác thì mình cứ tiếp tục. Ok, giờ cho em tiếp quay lại dòng bất động sản đi anh chị. Cái đến AGG, AGG em đã nói là những cái cổ phiếu này là không nên lướt sóng, nhưng mà mình đầu tư dài hạn thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây anh chị để ý những cái video trước đây của em đã nói về AGG đó. Em đã nói về AGG là khi mà nó phá cái hộp này rồi, những cái con mà khi mà nó phá cái hộp này rồi nó tăng là rất mạnh nha anh chị, 20-30% là có đó. Hiện tại là mình cứ kỳ vọng con này lên 50, trước mắt đây là 18% nha. Đó, đó, thì mình cứ lưu ý là những cái cổ phiếu như vậy đó. Điểm mua thì mình phải mua, mình nắm giữ dài hạn thôi anh chị, chứ hiện tại mình không mua được. VHM, VHM là phải quá tuyệt vời đúng không anh chị? Những anh chị nào mà đã nắm cái cổ phiếu này thì phải nói là xin chúc mừng anh chị luôn, phải nói là chúc mừng. Tại vì sao? Ở đây em phân tích VHM cho anh chị em thấy. Hiện tại á, là trong một năm qua cái cổ phiếu mà VHM này á là nó đã đi trong một cái kênh nè, đúng không ạ? Anh chị lưu ý với em á là nó đã đi trong một cái kênh là ở cái vùng mà 99 đó. Nhưng mà cái này là do Covid anh chị, nó về sau 4 thì không nói nữa. Nhưng mà một trong năm qua, một năm qua khi mà giá cổ phiếu nó hồi phục và tất cả những cổ phiếu khác hồi phục, và giống như là Novaland đều đã X2 tài khoản, Masan nói chung là những cổ phiếu VN30 đều đã nhân đôi nhân ba tài khoản, nhưng mà ở cổ phiếu mà VHM này nó vẫn chưa tăng anh chị. Cái đỉnh của nó là 100 trước dịch, thì bây giờ hiện tại là sau dịch nó vẫn là 100 á, không tăng. Nhưng mà hiện tại anh chị lưu ý á, là cái cổ phiếu Novaland á, hiện tại nó đã vượt ra khỏi cổ phiếu này rồi, nó đã vượt lên trên cái cổ phiếu này rồi. Trong khi đó là VHM này có một cái tin là hoán đổi trái phiếu sang cổ phiếu với cái giá là 123. Thì hiện tại á, là em đã cho room khách hàng của em, chắc chắn là em cho room khách hàng em mua tại vùng này và phải chờ đến 20% mới chốt lãi. Đó, những cái phiếu này là mình phải ôm, phải chờ lên cái vùng 120, 125 mình mới tiến hành mình chốt lãi. Chứ hiện tại đây là cái vùng mua quá đẹp, và chắc chắn khi mà nó vượt ra khỏi cái hộp này là mình sẽ mua tiếp. Con này thì không có gì phải bàn, và trong video này của em đã nói nè, những video hai video này của em đã nói là VHM là cái vùng mua quá đẹp rồi đúng không ạ? Là không không phải bàn nữa anh chị, nếu trường hợp mình mua mới thì vẫn mua được nha. Đó, không mình chỉ chia tỷ trọng ra mình mua, giống như T-Sat cũng vậy. T-Sat em đã nói là chạm vùng mua rồi nè, trong video ngày hôm qua hôm kia gì ngày 19 của em nè. Đó ha, video vài ngày ngày tuần rồi á, là thứ bảy tuần rồi em có làm đó ha, là cho cái phiên mà 19 em nói là cái chỗ cổ phiếu mà THCH là chạm vùng mua. Thì bây giờ về 22 hai chúng ta về 22 dưới 23 là chúng ta mua, là vì hiện tại hôm nay là có lãi rồi đó. Cho nên là mình sẽ tiến hành mình mua như vậy, chứ không thể nào là mình mua ở những cái vùng này đó, mình sẽ mua ở những vùng trên này thì cái rủi ro của mình nó sẽ có, và cơ hội để mình về bờ nó sẽ rất là lâu anh chị lưu ý nha. Đó, cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về cổ phiếu Nam Long. Nam Long hiện tại là vẫn đang đi trong cái kênh này nha. Đó, nhưng mà mình bắt là mình chỉ bắt ở những vùng dưới này thôi. Em vẫn có video em khuyến nghị về cái cổ phiếu này rồi, trước đó là chỉ bắt là bắt ở những cái trend dưới này thôi, chứ hiện tại cái trend trên này là mình phải canh một chút lãi thôi, chứ chưa có hiệu gì để mình bắt hết. Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi qua DIG đúng không ạ? DIG hiện tại là cái đang đi trong một cái mô hình này rồi anh chị, mình bắt những vùng dưới này đúng không ạ? Đó, đó, mình canh mình bắt cái vùng dưới này, nay nó hồi lên rồi nè. Đó, thì cái điểm mua của mình á là ví dụ như khi mà nó đã đi trong một cái hộp này rồi, mình phải xác định và mình phải vẽ được cái hộp của nó đi như thế nào để mình biết được cái hành động giá của nó như thế nào, thì mình sẽ canh mình bắt ở những cái vùng dưới này đó, và mình sẽ canh mình chốt lãi ở vùng trên này nha anh chị. Còn cái chuyện nó bứt phá thì mình mua lại, thì mình mua cao thì mình bán cao thôi anh chị, không có ảnh hưởng gì hết. Ok, thì kế đến nữa là Khang Điền. Khang Điền đúng không anh chị? Khang Điền quá đẹp đúng không chị? Em vẽ cái trend nó phá trend nó bật lên nó chạm lại nè đúng không chị? Hai ba cái video đây em đã nói về cái cổ phiếu Khang Điền rồi đúng không ạ? Em đã nói là những cổ phiếu này á là hiện tại mình chỉ mua mình nắm giữ dài hạn thôi, chứ hiện tại mình không có lý do gì mà để mình mua mình lướt sóng. Tại sao ạ? Tại mua lướt sóng nhiều khi nó phá luôn cái vùng này thì rất là khó lướt sóng, với lại là đây là cổ phiếu của VN30. Cho nên là không phải là mình mua mình lướt sóng, mà có thể là mình mua mình nắm giữ dài hạn, và khi mà nó tăng lên quá nhiều mình bán đi 1/2, và khi mà nó giảm lại thì mình mua lại. Thì cái đó gọi là cái cách đánh T0 cho nó hiệu quả anh chị. Nhưng mà mình để làm sao mình biết mình bán khúc nào cho nó hiệu quả và mình mua lại khúc nào cho nó hiệu quả đó. Ví dụ như anh chị một năm anh chị chọn được một cổ phiếu tốt thì anh chị chỉ cần
duy nhất là mình mua một cổ phiếu đó cũng được, đúng không ạ? Mình mua một cổ phiếu đó cũng được và mình sẽ thực hiện mình đánh T0 trên cái cổ phiếu đó. T0 là như thế nào? Có nghĩa là khi mà cổ phiếu này nó tăng phiên, hai phiên giống như là Khang Điền đi, đúng không ạ? Khang Điền ngày mai nó tăng lên vùng 3-4, chúng ta canh, chúng ta chốt lãi 1/2 ở đây và chúng ta sẽ chờ những nhịp nó về dưới vùng 3-3.5 hoặc là 32-3 gì đó là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua lại. Thì như vậy là chúng ta sẽ một năm mà chúng ta sẽ có lãi. Ví dụ như là những tài khoản anh chị, tài khoản mà tỷ trọng lớn thì mình quánh như vậy thì một năm của mình nó lãi rất là nhiều và mình sẽ không bị mất hàng, vẫn còn 1/2 cổ phiếu mình OT, mình nắm giữ dài hạn, mình chỉ lướt T0 ở phần 50% thôi. Đó là cũng là một cách nó hiệu quả, chứ không phải là hôm nay mình bán cổ phiếu này rồi thì mình phải đi suy nghĩ làm cách nào để mình mua lại cái cổ phiếu khác, hoặc là ví dụ mình bán rồi mình thấy nó tăng lên rồi là mình không mua được. Cái đó là những cái mà gọi là những cái đó gọi là những cái nỗi sợ hãi trên thị trường chứng khoán, thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ mình chiến thắng được. Giống như anh chị cũng vậy, mình đi đâu mình làm gì mà mình sợ rồi, đúng không? Giống như mình đi ra trận mà mình đánh giặc mà mình sợ thì làm sao mình chiến thắng được, đúng không? Đó, cho nên là mình phải tiến hành mình mua và có điểm mua điểm bán cho nó hiệu quả. Đó, nếu trường hợp anh chị nào cảm thấy mình chưa có được những yêu cầu đó thì có thể liên hệ qua em qua Zalo, thì em sẽ hỗ trợ phi cho anh chị những vấn đề mà điểm mua điểm bán của cổ phiếu trong phiên nha. Còn hiện tại là sau phiên thì đến khi mà sau phiên thì em mới làm, thì chắc chắn thì lúc đó là nhiều cổ phiếu nó đã qua điểm mua rồi, đúng không ạ? Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về cổ phiếu Novaland. Novaland đâu có điểm chốt đâu, đúng không anh chị? Novaland vẫn là một điểm tăng, đúng không? Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay này của em nói là Novaland là đã chốt đi 1/2 rồi đó, và cái phần 2 còn lại mình sẽ tiếp tục mình nâng chặn lại lên vùng 100 đó. Thì phải như vậy thì chắc chắn là tài khoản mình nó sẽ có lãi, và có lãi rất là nhiều. Em view con này phải lên tới 120 lần, nhưng mà mình cứ chốt được trước được cái phần mà lãi của mình đi ha, chốt trước 5% thì mình cứ giữ đó ha. Ok, thì kế đến nữa giống như là cái cổ phiếu kế tiếp là giống như là cái cổ phiếu mà giống như là bất động sản của tập đoàn FLC đi chăng nữa, đúng không? Những cổ phiếu này là em đã khuyến nghị là trong room của em đó ha. Đây anh chị lưu ý nè, là những cái cổ phiếu mà em khuyến nghị là lãi 14% rồi nè, là trong sáng nay nè đã canh chốt từ sớm rồi nha, là đã nói là phải canh chốt từ sớm, mà khi mà chiều nay về là nó gần sàn luôn anh chị đó. Thì những con này mình phải chờ nó về nó lắp cái gáp này để mình tiếp tục mình mua được ha, hoặc phải chờ nó đi ngang hoặc có những cái nến tín hiệu như vậy mình mới nhảy vô mình vào, thì chắc chắn là T3 mình sẽ có ăn đó, chứ không phải là những cổ phiếu này mình mua để mình nắm giữ dài hạn đâu nha anh chị. Ok, thì kế đến nữa là mình đi tiếp về cổ phiếu là CKG ha. CKG thì hiện tại là vẫn đang cho một cái tín hiệu đi ngang, anh chị chờ vượt khỏi cái vùng đỉnh này mới mua nha. Đó, cho nên là mình phải phân tích được như vậy anh chị, mình phải phân tích được như vậy thì mình mới mua, chứ không thể nào là mình mua mà mình xong rồi là nó giảm rồi thì lúc đó là mình lại không đủ khả năng anh chị, mình không đủ khả năng để mình bán. Đó, như ngay LDG nè, đúng không? LDG chạm về vùng hỗ trợ vùng 8 đó thì nó bật lên thôi, nhưng mà những cổ phiếu này phải chờ nó vượt luôn khỏi cái vùng này thì mới mua nha anh chị. Đó, còn không phải canh ở dưới cái nền, những cái nền giá thấp ở dưới đây nên mình mua đó. Ok, thì kế đến nữa là mình đi tiếp về là HDC thì vẫn đang đi trong nền đó, thì những con này nó đang chạm vào những cái nền này nè, vùng nền 40 này đó, bắt đầu mình canh, mình bắt ở những cái vùng nền này đó và mình canh, mình chốt lãi ở những cái nền như 44-45 đó anh chị đó. Và mình phải làm như vậy thì cái tài khoản mình mới có lãi được. Đây, giống như là cái ông này đi chăng nữa, đúng không? Ông này thì vẫn đang đi trong cái trend nha. Hiện tại là cái trend này thì nó hơi chưa được đẹp lắm, anh chị lưu ý nha. Ha, nhưng mà hiện tại đó, là cái con này á, thì anh chị lưu ý giùm em là hiện tại là khi mà nó thủng 40 đó thì mình bán luôn nha anh chị. Đó, con này khi thủng 40 là bán luôn. Và hiện tại cái nhịp bắt của cái nhịp này á, thì nó sẽ có mang những yếu tố rủi ro trong đây. Tại sao ạ? Tại vì cái cổ phiếu này nó nằm ở dưới những cái đường xu hướng. Anh chị lưu ý là những cái đường hỗ trợ nè, 50, 100 của nó là 20 rồi, nó đang nằm dưới những cái đường này. Đó, thì đang nằm dưới cái đường 20, 50 thì tất nhiên là cái dài hạn của nó đã bị gãy rồi. Đó, cho nên là hiện tại mình không mua mới những cổ phiếu như vậy nha anh chị. Tất nhiên phân tích kỹ thuật nó sẽ đúng và nó cũng sẽ có thể sai, nhưng mà nó sẽ chính xác và nó hỗ trợ thêm cho anh chị nếu trường hợp anh chị có thêm về đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích tài chính để mình chọn ra những cổ phiếu tốt. Ok, thì cái đến nữa là em đi tiếp về cổ phiếu NTL nha. NTL thì hiện tại là vẫn đang đi trong cái kênh giống như là Hà Đô nha anh chị. Đó, thì những con này là hiện tại là chưa có dấu hiệu gì mình cho mua hết trơn nha. Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về cổ phiếu của dòng ngân hàng. Đầu tiên là phải nói Vietcombank, đúng không ạ? Vietcombank thì em đã chỉ ngay cái điểm mua ngay chỗ đây luôn nè, em làm con lại đây.
Trong cái video này của em đã nói nè, hai video này em đã nói nè, là Vietcombank là chỉ ngay cái điểm mua ngay chỗ này luôn đó. Đó, mà đúng là chính xác không ạ? Khi mình mua ngay chỗ hai cái điểm này thì hiện tại là bây giờ mình đã lãi bao nhiêu ạ? Đó, đã lãi gần 3% mà đúng không ạ? Đó thì phải canh mình bắt ngay những cái nhịp như vậy, gọi là đáy hay gì đó, những nhịp như vậy là mình bắt được rất là tốt nha. Hiện tại là con này lên 98, 99 thì là không không mua nữa đó. Mình phải chờ nó vượt 100 với cái vol nó nổ mạnh lên, giống như đây nè ha. Anh chị lưu ý là cái vol nó phải chờ, là cái vol lên chỗ này nè, là nó nổ mạnh lên ha, nó dứt khoát rồi lên thì lúc đó chúng ta mới xem xét tiếp. Còn cái việc mua hay bán thì lúc đó chúng ta phải chờ nha. Ví dụ ở đây vol nổ mạnh nhưng mà nó không CE anh chị đúng không? Đúng không? Nó có nến rút cái đầu lại đây cho nên là nó là xấu. Đó cho nên là mình sẽ không mua nha. Ok, cái nến nó CTG. CTG là mình đã cũng đã nói rồi đúng không ạ? Mình bây giờ chỉ nên nắm giữ dài hạn thôi. Đó, ngay khi mình làm phân kỳ rồi nó cũng có những nhịp như vậy thì chắc chắn là mình sẽ chưa có mua được nha. Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về dòng cổ phiếu là Techcombank. Techcombank đúng không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đúng không anh chị? Em đã nói là cái vùng mua của cổ phiếu này là ở cái vùng 40 đúng không ạ? À, đây 2-3 video của em trước thì em đã nói là vùng mua của nó là vùng 40 rồi. Đó, và hôm nay nó hồi lên như vậy là quá đẹp nha. Con này phải chờ vượt đỉnh anh chị này. Em lưu ý là khỏi nó vượt khỏi cái vùng mà 43 này nha. À, 42, 45, 43 thì chờ nó vượt khỏi cái vùng đỉnh này, lúc đó chúng ta bắt đầu ta mua tiếp nha. Ok, thì kế đến nữa là mình sẽ đi tiếp về cổ phiếu BID. Ha? BID cũng vậy tương tự, ngay vùng mua quá đẹp rồi đúng không ạ? BID đó, thì hôm nay nó hồi lên rồi, mình bán mua bữa trước là em đã khuyến nghị một lần 43, 44 đúng không ạ? Và hôm nay là khuyến nghị tiếp là mua phiên thứ 6, phiên thứ 7 tuần rồi là em có làm video khuyến nghị tiếp mua ở vùng là 41, 40 nè. Đó thì bây giờ hai vùng mua này nó hồi lên là quá đẹp rồi. Đó thì những con này mua mình như vậy thì làm sao mình lỗ được đúng không ạ? À, ok, thì kế đến nữa là mình sẽ đi về VPBank. VPBank hiện tại là đang đi trong cái kênh thứ hai, anh chị lưu ý là hiện tại đang có dấu hiệu tích lũy, có thể là nó sẽ có những cái nhịp. Đây anh chị lưu ý giùm em là con này nó sẽ hay có những cái nhịp mà xu hướng giảm một tí xíu xong lúc đó thì nó mới tăng lại nha. Đó ha. Anh chị lưu ý em là cái cổ phiếu này nha. Mình cho nó cái màu vàng nè, màu lưu này đi ha. Đây, anh chị thấy không? Nó có những cái nhịp, nó hay có những cái nhịp nó đi như vậy ha. Ha. Có thể nó chạm vô vùng này nó mới bật lên là tiếp ha. Đó thì mình phải hiểu về cái hành động giá của từng cổ phiếu, vẫn xu hướng tăng thì vẫn rất là rõ ràng rồi đó. Mình nhìn vô cái chart này thì mình cũng biết cổ phiếu nào xu hướng tăng rất là đẹp rồi đó, nhưng mà nó sẽ có những cái nhịp như vậy đó thì mình sẽ biết được những hành động giá. Có ví dụ như con này về vùng 45, 46, 47 á, thì những cái vùng này là mình mua, bắt đầu chúng ta mua lên rồi thì quá đẹp rồi đó, và chờ nó vượt 50 chúng ta mua tiếp đó, hai nhịp đó thì mình vẫn mua như vậy thì cái cách mua của mình nó sẽ rất là đẹp. Nghe HDBank cũng tương tự nha anh chị. HDBank hiện tại là cổ phiếu này á, là nó đã vẫn còn cái xu hướng tăng rất là đẹp nha, nó chưa gãy những cái đường xu hướng nha. Đó thì hiện tại là nó đang ngày hôm nay thì nó cũng có dấu hiệu nó hồi lên, là nó rút, đa số là 90% các cổ phiếu ngày hôm nay đều có dấu hiệu là rút chân hết anh chị, tạo ra một cái nền rất là đẹp. Nhưng mà những cổ phiếu nào mà rút chân mà nó nổ von á thì những cổ phiếu đó ngày mai chắc chắn là nó sẽ chạy rất là mạnh. Còn những cổ phiếu nào nó rút chân mà cái von không có thì chủ yếu là cái lực kéo đến từ VNI thôi anh chị ha. Thì những con HDBank này chúng ta cũng hạn chế là tham gia trong cái nhịp này nha. Đối với em thì ôm dài hạn thì mình vẫn mua được nha anh chị. Còn nếu trường hợp mình mua lướt sóng thì hạn chế cái ra vào của con HDBank này. Cái đến đó là VIP. VIP thì đi ngang không chị? Con này đã có khuyến nghị nhiều trong video của em trước đó, thì là khi mà thủng 50 chúng ta mới bán. Ok, thì cái đến đó là BBB. Là BBB thì hôm nay là em đã cho room em là những anh chị nào đã có là BBB ha. Là hôm nay là bắt đầu là canh chốt nha, lúc sáng nè. Nhiều anh chị chốt được ngay tại cái vùng mà 19.4, 19.5 nè. Tại vì sao? Mình đã mua tại những cái nhịp này, bây giờ là 17.8 mình mua lên đúng không? Nên 19.4.5 mình đã lãi 89% trong phiên này rồi. T3 về mình đã lãi như vậy là rất là khủng khiếp rồi anh chị. Đó, trong khi đó là những cái cổ phiếu khác, giống như là trong khi là cái dòng tiền của mình đem mình gửi ngân hàng á, một năm nhiều khi lãi ở mức 5-6% thôi, nhưng mà ở đây 3 ngày mình đã lãi được gần 89% rồi. Là cái mức lãi nó rất là hiệu quả rồi. Ok, thì những cái cổ phiếu như này là mình không có nhịp để mình mua mới nữa đâu anh chị. Mình chỉ canh mình chốt lãi thôi đó. Ok, thì cái đến đó là STB đúng không ạ? STB thì em nói nhiều rồi, nó vẫn đang đi trong cái hộp này, không có gì xấu hết. Và khi nào mà chờ nó thủng luôn cái vùng 22 thì chúng ta bắt đầu chúng ta canh, chúng ta bán ra.
đó. Còn hiện tại nó vẫn đang đi trong cái hộp này thì không có gì xấu hết nha anh chị, vùng mua thì không có đâu anh chị đó. Chúng ta phải lưu ý những cái cổ phiếu như vậy thì chúng ta mới có những cái MHB nha. Em review cái dòng band cho kỹ tí xíu để cho mình nắm là có những cái cổ phiếu nào có điểm mua điểm bán không nghe. LBB cũng tương tự như vậy anh chị ha. LBB thì hiện tại là cái chỉ số mà đã đi của nó là đang phân kỳ anh chị ha. Con này chị lưu ý là em là cái cổ phiếu này là nó đang có những cái nhịp giống như là nó đang phân kỳ rồi ha. Và khi vào phân kỳ rồi thì cái sức mạnh tăng của cổ phiếu này nó sẽ không có nhiều đâu anh chị ha. Mình vẽ luôn, khi nào nó phá khỏi cái trend này lúc đó chúng ta mới tiến hành chúng ta mua được. Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về cái cổ phiếu ABB nha anh chị. Cổ phiếu ABB anh chị lưu ý giùm em, hiện tại là nó có đang có một cái nhịp đỡ rất là tốt ngay tại cái vùng 16.4, 16.5 nha anh chị. Con này thì mình không phải là phân kỳ đâu anh chị, nhưng mà hiện tại là anh chị thấy cái BE của nó là đang có dấu hiệu là đang rất là rẻ nha anh chị. Cái BE của cái dòng cổ phiếu này là đang rẻ, mà năm nay là nó có thêm là cái tin tức là con này là đang có là cái mục tiêu là chinh thu bán lẻ chiếm 70% nè, thêm rồi đó là nó muốn tăng vốn lên là 9.400 nha, mục tiêu lãi tức thuế là tăng là 44%, là có nghĩa là khoảng 2.000 tỷ. Thì 2.000 tỷ mà cái vốn hóa của nó hiện tại là chưa được 10.000 nữa đó, thì nó có 500.000 cổ phiếu thôi anh chị, năm khối lượng là 571.000 cổ phiếu lưu hành thôi. Cho nên là hiện tại là cái con này theo em thấy là nó sẽ là một cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng rất là tốt trong cái dòng band sắp tới nha anh chị. Em có thể là kỳ vọng con này lên ở cái vùng mà là có thể là BE là tương ứng là phải là nếu trường hợp mà BE của con này mà BE khoa vật là em phải kỳ vọng nó tương ứng là lên ở mức khoảng là 11, 12 thì chắc chắn là cái con này là nó sẽ về ở cái vùng là 28, 28-30 nha anh chị. Tại sao ạ? Cái vốn hóa của nó đang là 9.800 tỷ, nhưng mà lợi nhuận sau thuế của nó khoảng 1.800 tỷ, thì có phải là BE nó mới có phải là 5 năm đúng không ạ? BE nó có phải là 4 năm thôi, là BE mà có thể nói là rẻ nhất dòng ngân hàng rồi anh chị lưu ý cổ phiếu này nha. Vùng này là có thể là mình mua được nha, nó đang nằm trên cái đường xu hướng này, RSI đang ở vùng mua quá đẹp nè. Để em coi là MACD như thế nào. Đây MACD ha. MACD hiện tại là vẫn đang trên không nha anh chị, con này quá đẹp rồi đó anh chị, canh mình vô hàng con này thôi đó. Hiện tại cái cổ phiếu này mình cứ xem xét vào hàng. Con này nó mà giảm về ở cái vùng mà 16.4.5 đúng không anh chị lưu ý là cái vùng 16.4-16.5 là vùng hỗ trợ rất là mạnh của cổ phiếu này, hôm nay nó rút chân lên nè đó. Thì đây là cái cổ phiếu này ở vùng mua là quá đẹp rồi đúng không ạ? Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về cổ phiếu. Con này mua được cho anh chị lưu ý nha, chứ đừng có mua những cái con như này. Cái BE của nó đâu 5.000, 6.000 lần những cái cổ phiếu như này, cái BE của nó đang rất là nhiều nha. Ngay cả cái Vietcombank nếu coi lại cái BE đầu ngành của nó tới gần 20 anh chị. Ha? CTG bao nhiêu ạ? CTG 11, 12 nè. Cho nên là mình chỉ kỳ vọng là cái con ABB này lên bằng cái BE này thôi thì chắc là cái giá nó rất là tốt rồi. Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về dòng cổ phiếu dầu khí BSR nha anh chị. Cổ phiếu BSR thì cái view của em thì vùng này có thể nói là cái vùng tích lũy của nó đúng không ạ? Có nghĩa là đến những cái video này thì em cho là con này nó sẽ có những cái nhịp mà tích lũy ha. Thì bây giờ anh chị lưu ý là cái vùng tích lũy của cái cổ phiếu này là nó đang ở trong cái kênh là 18 đúng không ạ? 18.2, 15.5 đó. Thì chúng ta sẽ canh bắt ở những cái nhịp mà như 15.5 nè, chúng ta canh bắt ở vùng này ha. Nếu mà trường hợp mà hàng T3 về mạnh thủng luôn vùng này thì chúng ta chấp nhận mới cắt lỗ thôi anh chị ha. Hoặc không thì về vùng 13 này nè, chúng ta bắt bình quân giá xuống thì chắc chắn khi mà quánh như vậy thì mình không lỗ được nha anh chị đó. Cho nên mình phải lưu ý cái cách đánh cho nó hiệu quả, chứ không phải là mình muốn đánh như thế nào là mình đánh đâu. Thật sự rất là khó, để ví dụ như khi mình mua xong cái cổ phiếu nó đỏ thì lại mình lại sợ, mà nó xanh thì lại mình hưng phấn, thì lúc đó mình không được. Đối với bản thân em, cho dù cổ phiếu có đỏ có sàn nhưng mà cái giá trị doanh nghiệp vẫn còn thì em vẫn mua đó. Nhưng mà nếu trường hợp cổ phiếu xanh tăng rất là mạnh nhưng mà tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp không còn nữa thì em sẽ chắc chắn thì em sẽ bán ra. Còn phân tích kỹ thuật là mình chỉ hỗ trợ cho mình trong những phiên giao dịch về ngắn hạn thôi anh chị, chứ dài hạn vẫn là phân tích cơ bản nha anh chị.
Ok thì cái đến nữa là BET. BET thì hôm nay có một cái lực kéo rất là mạnh từ đến cổ phiếu là digital đúng không ạ? Cổ phiếu này á thì em đã nói rất là nhiều rồi, là cổ phiếu này là mua là cái kỳ vọng lên 140, 150 là chắc chắn rồi. Đó thì không nói nữa. Đó, vào khi mà cái cổ phiếu này nó về, nó chạm về những cái vùng hỗ trợ mà A50 nó bật lên nè anh chị. Đó, ngày hôm nay là nó chạm về vùng hỗ trợ đúng mà A50 luôn, 20.8 là nó bật lên. Đó. Ha. Đây là gần 7% 8% rồi, ai bắt được ngay vùng này thì quá đẹp rồi. Nếu mà trường hợp em, đối với bản thân em mà thích cổ phiếu này thì chắc chắn là em sẽ bắt được ngay vùng này rồi. Nhưng mà thật sự cổ phiếu BET này thì em đã khuyến nghị trong room em mua từ vùng 16 rồi đúng không anh chị? 16 mua một nhịp rồi. Và khi mà nó vượt 10 là đã mua một nhịp nữa rồi. Đó, cho nên là hiện tại là vùng này không phải là của vùng mua của cổ phiếu em, của cổ phiếu của em đâu nha. Ha. Đó, BET thì mình đã mua từ rất là lâu rồi. Đó, hiện tại cho nên là hiện tại sợ tin nhắn hiện tại nó cũng không còn anh chị. Đó rất là lâu rồi, mua là từ nay gần là hồi một nhịp á, một nhịp là mua tại cái vùng này ha, một nhịp là mua từ hồi tháng 2, còn một nhịp hiện tại là mua từ 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 nửa năm trước rồi, cho nên hiện tại cái vùng này á, là vẫn chưa có dấu hiệu gì để cho nó bứt phá được đâu anh chị. Đó, cho nên là hiện tại là mình phải chờ những cái tin tức và cái báo cáo tài chính của nó như thế nào thì nó mới bứt phá tiếp thôi ha. Ok thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về cổ phiếu BOW nha. Nếu trường hợp anh chị ôm dài á thì mình sẽ mua được nha. Đó, và khi mà anh chị lưu ý là đây những video mà em nói đi, nó chạm vào cái vùng mà trend này á ha, nó chạm đi nó đi về, nó chạm vào những cái trend này thì nó tăng rất là mạnh nha. Đó, cho nên là hiện tại là cái trend này vẫn còn duy trì được nha anh chị. Đó thì mình vẫn tiếp tục mình chờ thôi. Con này thì ngày hôm nay nó vẫn là một cái cú hồi nha, nhưng mà nó không mạnh. Ok thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về vùng mua, thì mình lưu ý là những cổ phiếu này chỉ mua ôm dài thôi chứ ngắn hạn không mua được nha. Một năm qua thì con này nó cũng không có tăng gì đâu anh chị. BVS thì dòng dầu khí vẫn đang đi trong cái hộp này, những cổ phiếu này em review nhanh thôi anh chị, không gì. BVD cũng tương tự nha anh chị. À, BVD, BVS. Gas thì hôm nay là chạm vào cái vùng hỗ trợ 100 nè anh chị. Chạm vào vùng hỗ trợ 100 bật lên thôi. Thì có thể sắp tới thì nó chạm lên 90 nó lại bị đánh xuống thôi. Đó, cho nên là hiện tại những cổ phiếu này mình không đua nha anh chị. Ok, mình chuyển qua dòng chứng khoán nha. Dòng chứng khoán thì phải nói là SSI đúng không ạ? SSI em chỉ ngay một cái điểm mua đây rồi, trong video trước em đã nói rồi là SSI là chỉ ngay cái điểm mua ngay chỗ vùng này rồi đúng không ạ? Nó mà khi mà những cái điểm mua mà em khuyến nghị đấy, nếu trường hợp mình bắt theo như khuyến nghị thì hôm nay á, là T1 đúng không ạ? Mình đã lãi là được khoảng là 4% rồi. Đó. Đúng không ạ? Mình sẽ mới canh mình lên cái chỗ cái trend trên này là 37 mình chốt đó. Đó thì đâu đâu có ảnh hưởng gì đâu đúng không ạ? Đó thì mình canh mình chốt ngắn những lần này, và khi mà nó vượt thì chúng ta xem xét chúng ta mua tiếp. Cái đến HCM nha. HCM ngày hôm nay mặc dù ra tin tốt anh chị, lãi tăng 300% so với cùng kỳ, nhưng mà vẫn là một cái tín hiệu là bị bán mạnh nha anh chị. Nó hôm nay là bán rút chân như vậy thì thực sự nó cũng không đẹp đâu. Con này thì anh chị lưu ý là mình phải chờ nó vượt đỉnh rồi mới mua nha. Cho dù có tin tốt như chăng nữa hiện tại nó vẫn chưa chạy thì khi chờ nó vượt đỉnh thì mới mua nha. VND thì cũng tương tự đang đi ngang trong cái mô hình này rồi. Hiện tại là có thể nó sẽ tích lũy thêm khoảng 50 phiên nữa thì bắt đầu nó mới phi thôi ha. Thì mình chờ cái hộp này như thế nào thì chúng ta bắt đầu ta tính tiếp nha anh chị. Ok thì nó đang chạm vào những cái cạnh trên như vậy thì mình không mua được đâu anh chị ơi. Ha, lưu ý giùm em những con như vậy nó chạm vào cái vùng trên như vậy thì mình không mua được nha. Cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về SHS nha anh chị. SHS hiện tại là đang có dấu hiệu là hồi lại quanh cái vùng 20 nha anh chị, vùng hỗ trợ 20 nè. Đó, nhưng mà hiện tại là cái cổ phiếu này thì vẫn chưa có lực tăng mạnh đâu. Đó, chờ nó vượt đỉnh thì chúng ta mua tiếp thôi. Còn hiện tại anh chị em nào đã mua ở vùng này rồi thì mình cứ tiếp tục mình nắm giữ thôi nha anh chị. À, cái đến nữa là mình sẽ đi về dòng cổ phiếu là MBS. Ha, MBS thì hiện tại chưa có điểm mua anh chị ha. ABS. ABS thì con này thì nó đang trong cái trend tăng ha, nhưng mà có thể sắp tới nó sẽ có những nhịp nó điều chỉnh. Ha. Khi mà nó điều chỉnh về những cái vùng mà dùng 10 này thì mua mua được nha. Còn hiện tại mua đuổi theo những cái vùng vượt trên đây này thì thực sự là khó em vẫn view con cổ phiếu này là nó sẽ về 10 á ha. Còn nếu mà thậm chí xấu nhất là nó về luôn ở cái vùng chính nè. Ha, nó về vùng chính thì nó mới bật lên nha. Nếu trường hợp anh chị em nào nắm giữ dài hạn thì mình nắm thôi. Còn hiện tại là mình chưa nắm được những cổ phiếu của này. Dòng chứng khoán thì cũng vậy ha. Đang chưa chưa có dấu hiệu gì để tăng hết. VX hiện tại là chưa có dấu hiệu mua được nha anh chị, đang chạm ở vùng này nhưng mà hiện tại cái vol nó không có nổ vol, đa số những cổ phiếu không không nổ vol nhiều đâu anh chị.
đó, BSI nè, BSI hiện tại là cũng đang hồi lên rồi đúng không ạ? Đó thì hôm nay BSI hồi lên rất đẹp nè, nhưng vẫn đang đi trong cái hộp này thôi. Đó thì mình phải chờ những điểm mua thì mới mua. Rồi qua cái đến nữa là em đi tiếp vào những cổ phiếu dòng thép. Thép thì không nói nữa nha anh chị. Thép hiện tại là bây giờ là vùng bắt vùng mua của cổ phiếu này thì không nói nữa. Hiện tại là những con này thì Hòa Phát thì anh chị lên còn một nhịp nữa thì có thể nó sẽ lên luôn khoảng cái vùng 60. Nếu trường hợp mà lên 60 thì mình lướt sóng, thì anh chị nào chưa lướt sóng thì mình lướt sóng thì mình bán ra thôi. Còn những cái anh chị nào mà không lướt sóng thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ. Thì cái con này nó điều chỉnh bao nhiêu phần trăm ạ? Để em coi lại đây. Khi mà nó điều chỉnh thì khoảng 18% ha. Con này mà khi mà nó điều chỉnh thì khoảng 18% mà nó mới có một cái nhịp tăng mới. Đó cho nên là mình cũng phải lưu ý, hiện tại là cái hai cái chỉ số RSI của Hòa Phát hiện tại nó cũng đang gần vùng đỉnh rồi anh chị ha. Đó cho nên là những nhịp tới thì chúng ta không có mua cổ phiếu này mà chúng ta chỉ thay canh mình chốt lời thôi. Còn đầu tư dài hạn thì mình phải tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thôi đúng không ạ? Chứ không có gì xấu hết. Cái đến đó là Hoa Sen đi. Hoa Sen thì cũng tương tự như vậy nha anh chị. Con này thì chắc phải lên 35 thôi. 35 thì sẽ có những nhịp chỉnh. Để coi mình xem cái nhịp chỉnh trước đó của nó là bao nhiêu ạ? 23% đúng không ạ? Cái nhịp chỉnh của nó là khoảng 23-24%. Thì mình lưu ý nha. Mình phải xem được cái nhịp chỉnh của nó trước cái hành động giá của nó như thế nào, lúc đó chúng ta mới bắt đầu ta mua được nha. Cái đến nữa là Nam Kim đúng không ạ? Nam Kim thì con này mà nó mới tăng thôi anh chị ha. Con này mới tăng thì có thể kỳ vọng lên 30 trước mắt nha. 30 thì. Nhưng mà khi mà nó điều chỉnh thì cũng bao nhiêu ạ? 12%. Nhịp trước là bao nhiêu ạ? Nhịp trước 20-24%. Ok, thì những cái cổ phiếu mà sắt á thì giống như là nó đang có nhiều cái tin tốt cho nên nó tăng là cái chuyện rất là bình thường anh chị. FMC hôm nay nổ von nha anh chị. Con này sẽ còn tăng dài. PE còn khá rẻ nha anh chị. Con này giờ PE nó rẻ nhất trong dòng thép rồi anh chị lưu ý nha. Cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về cổ phiếu TIS. TIS hiện tại là con này thì không có thanh khoản anh chị ha. Giao dịch khối lượng nó rất là thấp cho nên hiện tại những cổ phiếu như vậy mình hạn chế mình đầu tư vào ha. Dòng tiền lớn thì mình sẽ không tham gia vào những cổ phiếu như vậy được. Ok, thì cái đến nữa là CTD đúng không ạ? CTD em đã cho bắt ngay tại cái vùng mình 68, 69, 69, 70 nè, là cứ bắt cho em nghe. Cái vùng này thì đang chạm vô vùng hỗ trợ thì sắp tới nó đi nó vượt lên khỏi cái vùng 72 chúng ta mới mua tiếp được nha. Hiện tại bắt trước cái vùng đó 50% thì quá ổn rồi, không có gì để nói nữa. Ok, thì cái đến nữa là mình đi HBC nha. HBC vẫn đang đi trong hộp và mình canh mình bắt ở những cái hộp ở phía dưới này thôi nha. Hiện tại vùng trên này phải chờ nó vượt đỉnh chúng ta mới mua được. KHB. KHB thì sau khi mà tạo một cái mô hình cốc tay cầm thì hiện tại nó đang có cái dấu hiệu là làm thêm một cái đáy nữa nha anh chị, nhưng mà có thể là nó sẽ là một cái mô hình thay đáy đó. Thì hiện tại là những cái con mà như vậy thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ là bắt ở những cái vùng mà đây ha, chúng ta canh bắt ở những cái vùng đáy của nó thôi nha, chứ hiện tại là không đua ở những cái vùng mà gần chạm đỉnh nha anh chị. Đây có nhiều hỗ trợ thì có thể là sắp tới là con HKB này là nó sẽ hồi lên ha. Con này thì chắc chắn là nó sẽ có những nhịp nó hồi lên rồi, vùng giá này nó khá là hấp dẫn cho cái cổ phiếu này. Đó, chúng ta hồi lên 35 nha. Thì con này là có thể là mình sẽ hồi lên 35. Con này vùng mua chỗ này đẹp nha anh chị. Lưu ý giùm em nha. KB có điểm mua nha. Con này nó có điểm mua ngay chỗ này ha. 28 hôm nay nó vượt hay về 28x nó vượt lên chạm 30 rồi. Phải quan sát tiếp, nếu trường hợp nó về những cái vùng này thì chúng ta bắt đầu mua nha. Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về BLC. BLC thì cũng tương tự như là KB đang có dấu hiệu hồi lên nha anh chị. THA. THA thì đang đi ngang anh chị ha. Chưa có dấu hiệu gì xấu hết. Cái đến nữa là sau khi review dòng ngân hàng, chứng khoán, thép, dầu khí thì em review bất động sản review rồi đúng không ạ? Khu công nghiệp thì đã review rồi luôn. Đó, thì bây giờ review tiếp thôi. Ha, là KBC nè. KBC thì đang đi ngang đúng không ạ? Vẫn đang đi trong kênh này đâu có gì xấu. ITA thì con này là nó thủng 8.5 mình bán ra anh chị ha. Và những anh chị nào chưa bán thì canh thủng 8 mình tiếp tục mình bán ra ha. Còn nếu trường hợp mình ôm dài thì mình cứ ôm con này thôi. Con này nó sẽ chắc chắn là nó sẽ còn tăng. Nhưng mà sắp tới là nó sẽ có những cái khối lượng như chỗ này nè anh chị lưu ý giùm em nha. Là khối lượng này đang rất là mạnh đó, cho nên hiện tại là mình canh mình chốt ở những vùng này nó sẽ an toàn hơn cho mình. Và sắp tới mình sẽ canh mình bắt lại, nếu trường hợp xấu á mình sẽ canh bắt lại vùng 6 nha. Con này chốt nha anh chị, con này canh thủng 8 chốt hết nha em nha. Đó,
Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi về AA đúng không? AA thì xu hướng tăng vẫn còn đẹp đúng không anh chị? Còn chưa có dấu hiệu gì là phân kỳ anh chị. MACD thì vẫn đang trên không, RSI vẫn đang ở vùng mua, cổ phiếu thì đang ở vùng lưng lửng, chưa phải là vùng đỉnh. Đó, thì những con này mình mua mới thì vẫn mua được, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Kế đến nữa là mình đi về SJC đúng không? SJC thì hồi yếu quá anh chị, vol không có. Nhưng mà anh chị lưu ý là những con mà khi mà nó vol như vậy, vol nó nổ, vol nó bắt đầu nó nổ thì nó sẽ chạy tốt nha anh chị. Mà cái vol nó không có thì lúc đó đó là nó hay có tính chất là nó gom cổ phiếu đó. Đó, thì giờ cái bản chất của con SJC này nó hay như vậy nha. Đó, cái vùng mua thì anh chị có thể xem xét cái vùng mà 32, 32 xấu nhất về 32 thì mình cho xét xét mua. Ok, thì cái đến nữa là mình đi về cổ phiếu IDC. IDC vùng 35 này đang có cái vùng hỗ trợ nha anh chị. Con này đang ở vùng hỗ trợ 35 nha. Mình xem xét tiếp thôi. Hiện tại là con này đang có nhiều, có thể là nó sẽ tiếp tục, nó sẽ chạm, mình chạm cái nền trên này mất lại. Con này thì mình mua chủ yếu là mình bắt được nha anh chị, con này mua được nha. Nhưng mà với điều kiện mình phải ôm, mình chờ lên cái vùng cạnh trên là vùng 40 này mình chốt nha. Đó, thì hiện tại là mình canh mình nước sống vậy thôi chứ không kỳ vọng xa những cổ phiếu như vậy. VHC qua dòng thủy sản đi ạ. VHC thì cũng đang chạm vào gần đáy nè, đang gần chạm gần đáy bật lên, nhưng mà những con này nó xấu quá, nó gãy trend rồi anh chị, không không mua được. ANV, ANV thủy sản như vậy, đa số thủy sản là như vậy thôi. Em cũng không review có cổ phiếu ban đấy chị, ban nông nghiệp nha anh chị. Hôm nay chạm vào cái trendline của em nha, ngay cái vùng mà 26.7, nhưng mà hiện tại không không cho khách hàng của em mua ngay cái chỗ cái vùng này đâu, mà hiện tại là em cho khách hàng em mua là 27-50% nè. Đó, hiện tại em đã khớp trở cái vùng này rồi đó. Lại cũng được 3-4% trong phiên rồi đúng không? Đó, mình phải bắt như vậy đúng không? Đó, mình phải bắt như vậy thì mình mới có lãi được chứ. Hiện tại đây con này thì nó cách cái đỉnh cũ của nó tới 28-30% rồi. Ba nó có nhiều câu chuyện lắm anh chị, nó có câu chuyện là nó sẽ bán vốn cho quỹ ngoại anh chị, bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nữa, cho nên hiện tại là con này á, là mình phải nói á, là cái đỉnh của cái cổ phiếu này á, thì nó sẽ rơi ở vào cái vùng là đây, đỉnh của cái cổ phiếu này sẽ rơi vào vùng 45 anh chị ha. Nhưng mà khi mà nó bán vốn thì đa số anh chị biết lái Việt thì thường hay bán vốn với giá cao đó, cho nên là không có chuyện là bán giá thấp đâu. Đó, giống như là cái phiên mà cơ cấu quỹ hôm nay cũng chẳng hạn như vậy, là cái phiên ngày hôm thứ thứ sáu là nhà những anh chị mà đầu tư tay lớn gọi là lái á, là những nhà độc lập họ bán xuống rất là mạnh, chủ yếu là để họ gom thêm hàng, và họ bán mạnh trong cái phiên ngày hôm nay đó, là để biết chi không ạ, là để là mình sẽ có được những cái giá tốt hơn đó. Cho nên hiện tại con này anh chị em, con này mình gom tại những cái vùng giá này thì làm sao mình nhắc được vùng đỉnh, cách đỉnh tới 60% lận đó. Anh chị lưu ý là nó vẫn đang đi trong, khi mà nó đã qua khỏi một cái sườn dốc của nó rồi, bắt đầu nó đang đi trong một cái sườn dốc mới đó, cho nên là hiện tại cái ngắn hạn của nó bị ảnh hưởng thì vẫn không ảnh hưởng gì đâu anh chị. Ok, thì cái đến nữa là mình sẽ đi thêm về cổ phiếu HNG. HNG thì con này phải đánh ngược theo phân tích kỹ thuật cho anh chị ha, về những cái vùng mà 10 nè, 10 11 bắt đầu mua nha, còn lên vùng này chúng ta bán. Con này thì không thể nào quấn theo kiểu phá trend được. TTF ngày hôm nay cũng có một cái cú đánh rất là gọi là rất làm cho nhà đầu tư rất là ngạc nhiên nha anh chị. Đó là nó về cái vùng 50 này nó bật lên. Đó, và anh chị là bắt trong cái vùng mà 50 này thì lãi luôn ở trong phiên là gần 13-14%. Đó, cho nên là những cổ phiếu penny nữa mang tính tính chất rủi ro cao, và nó đang có một cái tin đồn là nó đang có bán vốn cho nước ngoài nữa. Đó, thì những con như vậy thì mình cũng sẽ xem xét tiếp, khi mà nó vượt đỉnh đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta mua tiếp nha. Ok, thì cái đó nữa là mình sẽ đi về ROS. ROS thì hôm nay thì sau một phiên 100 triệu cổ ha, thì hôm nay là một cái phiên giảm. Thì cái này thì nếu trường hợp anh chị nào ở trong room em thì em báo luôn anh chị thoát rồi nha. Đó, những con này bây giờ nó đã lên được 50% rồi. Đó, thì hôm nay là mình thoát là quá đẹp rồi. Thoát nha, con này là không mua nữa. AMD đi ha. AMD cũng tương tự, sau khi mà nổ von thì ngày hôm nay là nó đang có dấu hiệu là nó quay lại nè. Những con mà nó chưa có dấu hiệu rõ ràng như vậy thì hiện tại vùng này không phải là vùng mua, mà chúng ta chỉ canh, chúng ta chờ chốt lãi thôi.
Rồi mặt C vẫn tiếp tục tăng nha chị. Benny và Benny và C vẫn tiếp tục tăng nè. À, quá đẹp nha. H99 hôm nay là cũng CE đúng không ạ? HCI cũng CE luôn. Đó, những con Benny, những con mà thanh khoản thấp như vậy thì cái khi mà có những cái tin tốt ra thì nó tăng rất là nhiều. FIT ha. Fit cũng tương tự đi ngang, chị. Con này thì chắc nó còn đi ngang dài dài. Đó, hiện tại cái vùng này nó đi ngang. Đó, cho nên là hiện tại mình không mua được những cổ phiếu ở vùng này đâu anh chị. Đó, mình hạn chế mua cổ phiếu ở vùng này nha. À, kế đến nữa là mình đi cổ phiếu Benny thì không còn nhiều cổ phiếu để mua đâu, cho nên em không có review nhiều nha. Anh chị nào cần hỗ trợ về cổ phiếu Benny thì có thể inbox qua Zalo em hỗ trợ thêm. ASM nha. ASM thì đang đúng không ạ? ASM em nói là vùng này nó đi ngang rồi. Đó, chưa có dấu hiệu gì để nó tăng lại. Vùng 14, 15 thì chúng ta canh trong cái hộp này, chúng ta quấn T0 cũng được ha. Ha. Lưu ý là canh trong cái hộp này ha. Chạm vào những vùng hỗ trợ này chúng ta mua và chúng ta bán thôi, chứ hiện tại là con này dư địa tăng của nó là phải chờ khi mà nó chốt cổ tức đồ ha. Get thì hôm nay cũng hồi nhưng mà cũng không, von thì không có nha anh chị. Những con hồi mà von không có thì chỉ canh bán ra thôi. Get tương tự nha, con này cũng không nổ von nha. PCG tương tự nha. Yêu may mắn. Yêu thì hôm nay thì có một nhịp tăng rất là đẹp, nhưng mà hiện tại vẫn đang chạm vô cái vùng hỗ trợ này rồi. Đó. Thì mình tiếp tục mình quan sát coi con này nó vừa khỏi vùng hỗ trợ này chúng ta muốn bắt đầu mua nha. TCM nha anh chị. TCM vẫn đang tiếp tục tăng thôi. Con này thì không có gì phải bàn nữa. Xu hướng tăng thì quá đẹp rồi. À, kế đến nữa là mình đi tiếp về cổ phiếu là TNG. TNG thì đi trong kênh anh chị. Mây Sông Hồng. Mây Sông Hồng thì cũng tương tự nha. Con này thì nó có chuyện là xe nhà máy mới đó. Hiện tại rất là tốt. Thì kế đến nữa là em sẽ review về dòng cổ phiếu VN30 nha. À, anh chị có thể hỗ trợ anh chị, nếu trường hợp còn thiếu cổ phiếu nào thì có thể comment bên dưới thì em sẽ hỗ trợ thêm nha. Massage nha anh chị. Massage rất là đẹp đúng không ạ? Sau khi mà em đã nói rồi, em đã nói cổ phiếu này khi mà nó chạm về cái vùng này là hôm nay nó bật lên mà đúng không ạ? Trong video này em đã nói rõ ràng luôn nè. Đây. Đó là Massage chạm vùng này bật lên đó. Đó, và không phải là đến bây giờ là em mới vẽ những cái thông tin này đó. Đó, cho nên là anh chị lưu ý là mình phải mua, mình bán, mình phải biết được cái cổ phiếu mình đang nằm đâu thì mình quá đẹp rồi. Phát Đạt thì review rồi, Hàm Phát review rồi, STB cũng review rồi, okay. BNG thì đúng không ạ? BNG sau khi ra tin tốt đó, lãi quý 1 tăng 26%, đẹp đầu tăng lên. Con này thì đầu tư dài hạn thì không đâu gì phải bàn đúng không ạ? BVH thì chạm vùng mua anh chị ha. Con này chạm vùng mua nhưng mà ngắn hạn thôi, có thể là lên vùng 65 là sẽ có những cái nhịp mà nó quánh xuống tiếp ha. Chưa mua được nữa. Có nghĩa là mà hôm nay trong phiên thì mình mua, thì mình mua trong phiên thôi, chứ hiện tại là vừa vùng này mình không mua nữa. FPT. FPT đi ngang anh chị ha, còn chưa dấu hiệu tăng. MWG. Con này thì sắp tới chắc nó sẽ còn tăng anh chị ha. Ông chủ tịch thì ông bán nồi niêu son chảo, cho nên nhiều khi ông cũng cúc về cái phần mà báo cáo tài chính dữ lắm, cho nên là hiện tại là mình lưu ý là cái cổ phiếu này nha. Nắm tiền giữ dài hạn thì chắc chắn là những con này thì mua, phải mua thôi. Vùng này là vùng mua của cổ phiếu em lúc lưu gờ nha anh chị ha. Mua được nha anh chị, con này mình mua hôm nay là em thấy là con này là có thể là mua được nè. Lưu ý nè, khi mà nó phá khỏi cái hộp này ha, là bắt đầu là khi mà nó vượt 140 là bắt đầu mua đi ha. Con này là MACD đang dốc lên rất là đẹp nè, cỡ ti đang dốc lên nữa nè, mà phá cái hộp này là có thể là ngày mai là nó phá luôn cái hộp này, có thể anh chị xem xét mua được nha. Em có lưu gờ mua được nha anh chị. À, cái đến nữa là mình sẽ đi tiếp về FPT nha. FPT thì đang đi ngang anh chị ha, hiện tại là FPT đang đi ngang nha, chưa phải vùng mua được. BLX thì chắc chắn là em đã nói là không mua rồi đúng không ạ? Đây những cái nến như vậy thì sao mà mình mua được hả? Con này thì chờ lên những cái nến phục hồi thì bắt đầu chúng ta nhảy vô bắt ăn cái sóng từ cộng thôi ha. VRE thì nắm giữ dài hạn thôi nhé. Vietjet, mỗi lần review Vietjet thì em phải review HVN nha anh chị. Vietjet đi ngang nha, chưa có điểm mua nha. HVN tương tự nha. Vinamilk hôm nay thị trường tăng mà nó vẫn không hồi phục được anh chị nha. Những con như vậy thì mình hạn chế mình mua nha anh chị, chưa có điểm mua thì mình không mua được đâu.
Ok thì em cũng review sơ về cái dòng VN30 xong rồi. Thì nếu trường hợp anh chị nào có thắc mắc về những dòng cổ phiếu nào thì có thể kết bạn qua Zalo của em để em hỗ trợ anh chị thêm. Kính chúc anh chị xem video này thật là vui vẻ. Nếu trường hợp anh chị nhà đầu tư nào cũng chưa có phân biệt được điểm mua điểm bán thì có thể là share video này cho bạn bè của mình hoặc là anh chị nhà tôi đó, để chúng ta cùng nhau chiến thắng trên thị trường này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Xin chúc anh chị một buổi tối thật là tuyệt vời. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào cái video tiếp theo.